Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận một cái token NFT đến từ cái dự án HeroTD Worldwide. Thì để tham gia vào dự án này thì mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, thì sau đó sẽ làm một nhiệm vụ trên cái biểu mẫu Glamio. Và cái dự án này sau khi phân phối, nếu ai trúng thưởng thì mọi người sẽ có thể vào cái đường link này để claim cái token này về nhé. Rồi ok, thì bây giờ sẽ đi làm các nhiệm vụ này. Thì mọi người sẽ đăng nhập vào cái biểu mẫu Glamio và sau đó dán cái địa chỉ ví BSC vào đây. Rồi sau đó chọn Continue. Tiếp theo là sẽ join vào Telegram. Rồi chọn join này, quay trở lại này. Bấm chọn Continue này. Join tiếp vào kênh Telegram này. Rồi chọn Join này. Quay trở lại. Continue. Tiếp theo là Follow Twitter. Chọn Follow. Và chọn Theo dõi. Rồi sau đó sẽ quay trở lại. Bấm chọn Continue. Và cuối cùng nó sẽ ra một cái đường link để chia sẻ nhé. Thì mọi người sao chép cái đường link này để đi chia sẻ. Ok, như vậy là mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án. Và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.